rồi ôi, đúng là cháy rồi. Bác khoác thế là đúng, vẹ vẹ trông như là bác khoác thế. Tùng ơi, điện thoại chụp. Tâm sự này, tâm sự này đấy. Đứng xa thế để lấy toàn cảnh. Tâm sự. Vâng. Đấy. Ủa. Bỏ quan trọng anh thôi. Chụp lên từ vào. Cái ánh quang. Đấy, cái này bóng cao này, bóng cao này. Bác Quang với Nhung nữa. Bác Quang đứng nhé. Bác bỏ cái này. Ok. Cái là hai người con hay là được. Để cô đứng sau. Đấy kéo. Nào, nhìn thế nào, cười tươi nào. Liên tục vào. Chú Tùng phải quay ngang mặt, quay ngang cái máy này. Máy lùn. Cứ liên tục vào. Bác thấy rồi. Có lẽ từ lần trước bác làm cái đèn cái nhãn kia. Có cân mà. Rồi rồi. Anh Hùng mới đi năm 91 thì rơi. Trong này. Đúng rồi, đẹp quá. Không, rơi giọt nước đi đen nó chiếu rọi lên buổi tối. Buổi sinh hoạt tối. Bác anh đang ở ngoài. Cái áo này nó hiếm tiếng. Kia rồi là cổ khoác cái áo này như tầng vừa hùng, tùng thì ai. Nặng rồi. Cái áo này anh cứ đang... mà đi lên tiếp trên đấy. Má lên đấy. Má Nhung. Bà má lên đến cổng. Quay trên kia cho nó sáng chủ. Má lên. Nhung ơi, lên hẳn chỗ sáng. Bác Quang đứng ba gần ba. Bác cứ đứng đấy. Yeah.